Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Đây Hoàng Dương với 49. Hoàng Dương 49 bán lô đất 6m, diện tích là sau 6m, dài 33m, tổng diện tích là 200m2, có 100m thổ cư tại khu phố Tiên Phong, thị trấn Ninh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhé. Đây mình sẽ quay cái khu vực đất của mình đang vị trí đây là đường gần kết này, ba đoạn kết này, gần đây là gần chỗ nhà anh Hậu Triệu này. Con đường đi ra ngoài gần kết này, đường đi ra ngã ba đoạn kết này. Đây là con đường đi ra ngã ba đoạn kết nha các bạn. Còn đây là cái đường đi thông vô đoạn kết này, đây là nơi đây là ngã ba nhá, ngã ba đi vô đất mình này. Đây là khu phố này là an ninh rất là tốt nha, đường bê tông nha, điện lưới đầy đủ, rất là thuận tiện cho mọi người nha. Mình bán lô đất này với giá cũng rất là rẻ thôi, nằm tại thị trấn Ninh Văn, huyện Lâm Hà. Đây, lô đất của mình đây, trời nó hơi nắng cho nên là hơi chói xíu. Dài là 33m, tổng diện tích là 200m2 nha anh em. Ở đây có 100m thổ cư nhé. Đường đi ra ngã ba đoàn kết này, ra có 50m là tới đường nhựa nhé các bạn. Đây, còn đây là đi đường đi ra Thái Trị này, dòng xe đó. Đây, mình sẽ lên trên để mình quay vị trí đất của mình. Đứng ở dưới đường thì nhìn nó ngắn nhưng mà lên trên nhìn nó mới dài. Đây, sâu tút về trong bờ đá kia nhá, bờ đá kia còn vô nữa, nhưng mà mình múc đủ diện tích là 33m rồi. Chỗ này là nền móng rất là cứng này, cao này. Đó. Đây, khu vực này là rất là đông dân cư nha anh em, rất là đông dân cư. Chỗ này nếu mà anh chị nào mà làm nhà thì nền móng rất là cứng, đỡ tốn tiền móng. Đây diện tích của mình đây nha, là 199m2, gọi là 200m đó. Có 100m thổ cư nha anh em. Ai mà có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé, theo số điện thoại là 0915 365 468 đó. Nó vậy thôi chứ mà đứng ngoài đường nó vậy, nhưng mà mình vô thực tế mình mới thấy là đất mình nó dài. Đây, đây là phía sau hết đất này. Đó, đây là toàn bộ khu dân cư nhé. Ngoài kia là ngã ba đoàn kết, ngã ba ngoài đường nhựa là đường lớn này nhá, chỗ trụ điện đây nhá, ra có 50m thôi nha anh em. Đó, đất của mình nền móng này là cực kỳ cứng này anh em. Anh chị nào mà mới lập gia đình mua lô này thì khá là hợp lý. Nó chỉ có, mình chỉ bán với giá 6m ở đây, dài 33m, 200m thổ cư với giá là chỉ 450 triệu thôi nhé. Đó, thế đất mình là thế đất nằm ở trên đồi nó cao chứ không phải như cái mặt dưới kia. Mặt dưới kia thì nó thấp, anh chị mà làm nhà nền móng thì nó móng nó mất nhiều chi phí nhiều hơn cái chỗ đất của mình đây nha. Các bạn ở trong thất rất là dài, nhìn vậy mà rất là dài. Đây, đường. Đây các bạn thấy không?
nền móng rất là cao, làm nhà rất là sướng, ở trên cao mát, không gian lại thoáng, mà nơi đây là yên tĩnh nhá, an ninh rất là tốt nhá. Vâng, chỉ giá với giá là 450 triệu, các bạn sở hữu lô đất này làm nhà cửa xây dựng ở trọn đời nhá. Xin chào các bạn, ai mà có thiện chí nhu cầu mua thì alo cho mình nhá, theo số điện thoại mình sẽ để trên tiêu đề nhá. Đây là ngay ra thị trấn Ninh Văn là chỉ có 2 đến 3 km thôi là tới thị trấn Ninh Văn nhá. 2 km thôi. Ngay trung tâm thị trấn Ninh Văn. Nơi đây gọi là khu phố Tiên Phong. Thị trấn Ninh Văn nhá. Xin chào các bạn, ai mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình nhá. Vâng, xin cảm ơn.